lễ bây giờ nhân viên đâu ai nó đâu có làm đâu mà trung chuyển. Mình báo từ đầu là mình không trung chuyển rồi mà. Cô ơi, bên con không chờ được đâu cô. Con đã báo từ đầu là mình lễ mình đâu có nhân viên lên trung chuyển đâu mà. Dù như muốn trung chuyển thì ngày mai vô thì ngày mai mình ngày mốt mình mới trung chuyển được. Sao cô? Bên con nó thông báo từ đầu rồi mà cô cứ giải sao được. Rồi hiện tại là xe đã sổ dốc đèo Quy Nhơn nha.